mua lọc nước cao cấp Daikin Ocean, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn daiviet.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 10. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xuyên đêm cứu người trên dòng lũ dữ ở Quảng Bình. Hàng cứu trợ đang bị kẹt ở ngã ba Cam Liên vì thiếu phương tiện vào rốn lũ. Khẩn cấp di dời hàng ngàn hộ dân ra khỏi vùng sạt lở tại Quảng Nam. 111 người chết, hơn 200.000 người sơ tán vì lũ lụt. Dùng máy bơm nước công suất lớn tìm người mất tích ở Rào Trăng 3. Cảnh sát giao thông sẽ hạn chế lập chốt trên đường. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 21 tháng 10. Kính thưa quý vị, cơn lũ lịch sử lên nhanh nhưng lại rút chậm, làm nhiều người dân không những mất mát tài sản, nhà cửa tan hoang mà đến miếng ăn, nước uống cũng đã cạn kiệt. Những ngày qua, không ít người đã vọng lên một câu nghe nhói lòng, có chi ăn không ở rốn lũ Quảng Bình. Trong khi mưa lũ cũ chưa đi qua thì ngoài Biển Đông, cơn bão số 8 đang ập đến. Chúng tôi đã kết nối nhanh với phóng viên tuổi trẻ ở các khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh về tình hình diễn biến phức tạp của bão lũ. Và ngay sau đây là tường thuật của phóng viên Lê Ninh, Nguyễn Khánh từ rốn lũ Quảng Bình. Kính thưa quý vị các bạn, tôi là Tần Mai, 46 tuổi trẻ. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại xã Đồng Thủy. Hiện tại thấy là nước rất là lớn và dù là đã so với ngày hôm qua thì đã xuống không mấy, tuy nhiên bây giờ hiện tại thì nhà dân khoảng hơn 2 mét. Công việc cứu hộ thì vẫn đang tiếp tục vào trong các vùng tâm lũ như Thông Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy để cứu tại bà con. Cứu tại bà con thì đang lúc này đang tâm bức thiết. Hôm nay bộ đội biên phòng đang tiến vào 3 xã ngập sâu nhất của rốn lũ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đó là các xã An Thủy, Lộc Thủy và Phong Thủy. Nước lũ tại 3 xã này vẫn ngập rất sâu, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trường tiểu học số 2 Phong Thủy, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình chìm sâu trong biển nước. Một góc rốn lũ Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, dù nước đã xuống hơn 1 mét, nhưng nhà dân vẫn ngập sâu trong lũ khoảng 2 mét. Theo người dân, trận lũ 40 năm mới có một lần này tàn phá tài sản của dân tất cả. Họ trắng tay, lúc lũ lên chỉ kịp tháo chạy thoát thân. Trong khi đó, tại khu vực ngã ba Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hàng trăm phương tiện chở hàng cứu trợ từ Bắc Trung Nam giúp đỡ người dân bị kẹt lại vì thiếu tàu thuyền vận chuyển, trong khi trong rốn lũ, người dân vẫn rất cần lương thực. Thưa quý vị các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại ngã ba Cam Liên của xã Cam Thủy. Đây là điểm cao nhất của huyện Lệ Thủy và đây xung quanh các bạn đó là hàng trăm chiếc xe ô tô các loại để chở hàng cứu trợ cho các xã bị ngập lụt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Và hiện tại có một vấn đề là nguồn hàng đang đưa về rất lớn, tuy nhiên cái việc mà đưa hàng xuống cứu trợ cho bà con đang gặp khá nhiều khó khăn do thiếu phương tiện vận chuyển. Chúng ta có thể thấy là rất nhiều xe đang ở ngoài đường lớn. Chúng tôi có thể đưa cho các bạn xem và những thức phim rõ ràng nhất về việc là không thể vào tiếp tế được. Dù là hàng thì rất là nhiều rồi, một không gian rất nhiều hàng hóa đang đứng chờ được vào trong cái khu mà có thể vận chuyển cho bà con. Hiện tại là chúng tôi cũng vừa đi từ các cái điểm rốn lũ ở tại cái vùng Lệ Thủy này và gần như là bà con trong đó là rất là thiếu. Tuy nhiên ngoài phía ngoài này thì không thể đưa vào kịp thời được. Tại Quảng Trị, nước lũ đã bắt đầu rút so với ngày hôm qua, trong nhiều nơi nước vẫn còn ngập sâu. Sau đây là tường thuật của phóng viên Châu Tuấn. Kính thưa quý vị, tôi là Châu Tuấn, phóng viên báo Tuổi Trẻ. Những ngày qua, nhiều nơi trên tỉnh Quảng Trị nước lũ dâng rất cao, có nơi cao từ 3 đến 4 mét. Đến ngày hôm nay nước lũ đã giảm dần, tuy nhiên thì tại một số nơi vùng trũng thấp như phía sau lưng tôi đây là thôn Cao Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nước vẫn còn dâng cao đến 2 mét. Nước thì đã nhiều nơi giảm rồi, tuy nhiên cái hậu quả mà để lại cho người dân vẫn rất lớn. Nhiều hộ dân mất trắng xóa mùa vụ, có một số hộ dân thì tuy đã thu hoạch nhiều nhưng lúa và thóc lại còn do ngâm quá nhiều ngày trong nước. Trong khi đó, một số người dân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa vì bụi và rác xông thẳng vào nhà. Còn tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hôm nay nhiều nơi vẫn ngập chìm trong biển nước. Đây là đợt mưa lũ lịch sử kể từ năm 2010 đến nay, khiến 13.390 hộ dân bị ảnh hưởng.
Phóng viên Hà Thanh sẽ cập nhật nhanh tình hình tại đây. Thưa quý vị và các bạn, tôi là Thanh, phóng viên báo Tuổi Trẻ. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Cẩm Thành là một trong 6 xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn lũ vừa qua. Hiện tại, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng công an, quân đội sử dụng phương tiện duy nhất là xuồng máy hoặc cano để tiếp cận với bà con, cứu trợ, giúp bà con tái thiết lại cuộc sống sau cơn lũ. Diễn biến phức tạp của bão lũ tại Quảng Nam, chính quyền đã khẩn cấp dời 1.000 dân ra khỏi vùng sạt lở. Dù không còn mưa lớn như nhiều ngày trước, nhưng các quả đồi vẫn sạt lở liên tục, vùi lấp nhiều nhà dân. Quân đội, công an và các lực lượng tại huyện Tây Giang, Quảng Nam đang chạy đua đưa dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Tây Giang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và kéo dài từ bão số 5 tới nay tại tỉnh Quảng Nam. Nhiều ngày qua, quân đội, công an, đoàn thanh niên và đông đảo người dân đã được yêu cầu dồn sức chạy đua với thời gian, sơ tán người dân và tài sản các hộ gia đình ra nơi tránh trú an toàn. Trong nhiều ngày qua, quân đội, công an và hàng ngàn người dân ở các xã được huy động khẩn cấp đưa dân ra khỏi vùng sạt lở. Hiện 1.000 hộ đã được đưa ra nơi tránh trú an toàn, vẫn còn 21 khu dân cư trong vùng nguy hiểm phải di chuyển sơ tán. Trước đó, đêm 20 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã cứu thành công thuyền chở 20 người do chết máy và trôi dạt ở vùng lũ Xuân Thủy. Cùng với đó, lực lượng công an huyện Lệ Thủy xuyên đêm dầm mình trong mưa gió, cứu nhiều trường hợp ốm đau. Theo lãnh đạo công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dự kiến 13 giờ ngày 21 tháng 10 sẽ có khoảng 5.000 thùng mì và 5-6 tấn lương khô được các nhà cứu trợ tập kết đến xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy để cứu đói bà con. Huyện Lệ Thủy cũng phân công và phối hợp với công an huyện, quân sự huyện, biên phòng tỉnh, quân sự tỉnh, công ty 79, Bộ Quốc phòng và 4 cano cứu trợ từ miền Nam tăng cường cho Lệ Thủy. Nhiều địa bàn ở huyện Lệ Thủy, nhà nào có điều kiện và các cán bộ thành phố Đồng Hới, cán bộ Vĩnh Linh, Quảng Trị sẽ nấu cơm chuyển cho nhân dân Lệ Thủy ở những vùng ngập sâu, cô lập. Tính đến ngày 21 tháng 10, mưa lũ đã khiến 111 người chết, 22 người mất tích. Hơn 200.000 người ở 3 tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang phải sơ tán. Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai cho hay, trong số các nạn nhân, 60 người chết do sạt lở đất, 60 người do lũ và tai nạn trên biển, cùng một số nguyên nhân khác. 4 tỉnh thiệt hại về người nặng nhất là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Bình. 22 người đang mất tích, bao gồm 15 công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế ngày 12 tháng 10. Liên quan đến tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3, hôm nay hai máy bơm nước công suất lớn được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chở lên Rào Trăng 3 bằng đường thủy để xịt trôi khối nước đá trên bề mặt hiện trường vụ sạt lở tìm kiếm người mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục dùng cano, tàu lớn ngược lòng hồ thủy điện Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng 3. Theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế, khi đưa được hai máy bơm lên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ sử dụng lực nước từ máy này xịt trôi khối đất đá trên bề mặt hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm người mất tích. Phương pháp này sẽ hỗ trợ giảm sức người trong quá trình tìm kiếm cứu nạn khi chờ máy móc ở đường 71 hiện vẫn chưa lên đến nơi. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ cử lực lượng ở lại thủy điện Rào Trăng 4, vận hành hai máy bơm nước công suất lớn. Lực lượng thông tin của quân đội đang cố gắng thiết lập lại đường dây liên lạc giữa hai thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4. Cũng trong hôm nay, tại hơn 300 mét quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình vẫn tiếp tục bị sụp lún do sạt lở đất. Đoạn đường hư hỏng dài 350 mét, đây là tuyến độc đạo dẫn đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Cơ quan chức năng huyện Minh Hóa đã cấm các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Giao thông đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị tê liệt hoàn toàn. Từng thảm nhựa đường bị bong tróc, các vết nứt gãy kéo dài, rộng hàng chục cm. Liên quan đến thông tin sạt lở tại Đèo Le, Quảng Nam, chiều ngày 21 tháng 10, theo quan sát của chúng tôi, có hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông. Nhiều điểm sạt lở dài 10m, rộng khoảng 3m và sâu đến khoảng 15m, tạo thành một hàm ếch rất rộng. Nhiều người dân sống gần khu vực Đèo Le cho biết, lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng sạt lở khủng khiếp như vậy ở con đèo này.
Từ sáng nay, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã đặt rào chắn cảnh báo không cho phương tiện qua lại vì rất nguy hiểm. Trong khi đó, tại Cần Thơ, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực đô thị và dân cư ven sông, vùng đồng bằng sông Cửu Long ngập nặng. Sau đây là ghi nhận nhanh của phóng viên Tuổi Trẻ. Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Vào giờ cao điểm, học sinh đi học các con đường ngập sâu khiến việc đến trường rất khó khăn. Vào giờ cao điểm tại các ngã ba, ngã tư, đường ngập nặng gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ghi nhận tại tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, bị ngập sâu do triều cường, hàng loạt phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng đoàn thanh niên công an thị xã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đã có sáng kiến dùng xe tải chuyên dụng đưa người dân qua đoạn ngập an toàn. Nơi ngập sâu nhất tính từ mặt đường khoảng 1 mét, hàng loạt phương tiện ô tô, xe máy trên tuyến quốc lộ gặp khó khăn khi lưu thông qua đây. Chuyển qua một số thông tin khác liên quan đến an ninh trật tự. Thời gian tới, cảnh sát giao thông sẽ hạn chế lập chốt trên nhiều tuyến đường. Thay vì lập chốt như hiện nay, cảnh sát giao thông hướng tới xử phạt qua camera và chỉ tuần lưu giải quyết tai nạn giao thông. Cảnh sát chỉ lập chốt xử lý lỗi không thể phát hiện bằng quan sát như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cân tải trọng. Chưa có mốc thời gian cụ thể, đề án hoàn thiện và thực thi. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đề án đã được trình lãnh đạo Bộ Công an để xem xét điều chỉnh, bổ sung. Việc này sẽ được thực hiện sớm nếu hoàn thiện hệ thống hạ tầng camera giám sát trên toàn quốc. Ngày 21 tháng 10, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã bắt giữ hai thanh niên cướp giật túi sách chứa tiền mặt và tài sản tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng của một nữ giáo viên tiểu học. Theo thông tin ban đầu, khi chị A chạy xe máy trên đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình thì bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát giật túi sách. Sau đó chị A đến công an trình báo. Qua truy xét, đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Bình xác định hai người nghi vấn là Trần Gia Khanh và Lê Hữu Hải nên đưa cả hai về trụ sở làm việc. Một thông tin khác liên quan đến vỡ túi độn ngực. Theo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì bệnh nhân H, 34 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến khám trong tình trạng sưng và biến dạng ngực trái. Người phụ nữ này từng phẫu thuật nâng ngực tại một cơ sở thẩm mỹ do người quen giới thiệu vào tháng 2. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ xác nhận bệnh nhân bị vỡ túi ngực nhân tạo bên trái, nách trái có hạch lớn, bầu ngực biến dạng. Sau phẫu thuật, chị H được mặc áo định hình, tình trạng sức khỏe đã ổn định. Chuyển sang những tin tức thế giới, có thể nói cuộc tập trận chung 4 bên là dấu mốc quan trọng để bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ tiến đến việc xây dựng một liên minh như NATO châu Á. Theo đó, Ấn Độ vừa thông báo Úc sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Malabar dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Như vậy, cuộc tập trận Malabar năm 2020 không còn chỉ ba bên Ấn Độ, Mỹ, Nhật mà đã có sự tham gia đầy đủ của bộ tứ kim cương để ghi dấu một bước chuyển lịch sử trong hợp tác của bốn nước này. Mỹ vừa cam kết hỗ trợ 1 tỷ đô la Mỹ để Brazil loại Huawei khỏi mạng 5G. Theo đó, Mỹ hỗ trợ Brazil nhập khẩu các sản phẩm, dịch vụ viễn thông nhằm thuyết phục nước này không hợp tác phát triển mạng 5G với hãng Huawei của Trung Quốc. Thỏa thuận gồm các khoản cho vay, đảm bảo và bảo hiểm nhằm giúp Brazil nhập khẩu sản phẩm và dịch vụ của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông như mạng 5G. Đây là bản tin dự báo thời tiết của báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đây chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ở ba miền vào đêm 21 và ngày 22 tháng 10. Đối với các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ dao động từ 18 đến 27 độ C, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh. Ở các tỉnh miền Trung có nhiều mây, tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Khu vực phía Nam từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn ở các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời tiết tương đối dễ chịu khi nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ C. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa ra ba cảnh báo. Đầu tiên vẫn là về cơn bão số 8 có tên quốc tế là Sotro đang tiếp tục mạnh thêm trên Biển Đông. Mời các bạn quan sát cụ thể hướng di chuyển của cơn bão này qua những hình ảnh trên màn hình ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đang thấy, hiện bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 10 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 2 ngày tiếp theo, 23 và 24 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ giảm còn 5 đến 10 km mỗi giờ và vẫn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển phía Bắc, quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Cảnh báo thứ hai là về mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Theo sự mạnh lên của cơn bão số 8, vùng biển từ Bình Định đến Phú Yên và khu vực phía đông dự báo có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, biển động. Vùng gần tâm bão đi qua giật cấp 10, 12 nên gần như toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao sẽ chịu tác động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên đất liền do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ, chiều tối ngày 21 tháng 10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. May mắn là từ ngày 22 tháng 10, tình hình mưa dông dự báo giảm dần. Và cuối cùng là cảnh báo về chỉ số UV cực đại. Theo đó, các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Trường Sa, Pleiku, Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn ở mức gây hại cao đến rất cao. Đặc biệt trong đó, thành phố Hồ Chí Minh, Trường Sa và Pleiku là ba khu vực có mức báo động rất cao nên hạn chế ra ngoài. Và nếu bắt buộc phải ra ngoài, xin quý vị nhớ che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân trước tác hại của tia UV. Có thể thấy, theo như dự báo, trong những ngày này, bà con ở khúc ruột miền Trung của chúng ta vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng bởi mưa bão liên tục ập đến. Ngoài ra, diễn biến thiên tai vẫn đang trong tình trạng hết sức phức tạp. Người dân cần tiếp tục lưu tâm phòng tránh các khu vực sạt lở, mưa dông, nước lũ chảy xiết và nên chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cao cấp Daiki Ocean mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Daiki Ocean mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Daiki Ocean mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn đại việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất.